Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Monkey D. Luffy trong Vua Hải Tặc phiên bản nhắm tít mắt đang cười vẫy tay chào các bạn nha. Trong lúc vẽ cái này mình đã phát hiện ra một sự thật là nếu càng nóng vội mà vẽ càng nhanh thì sẽ không có được bức hình mình mong muốn đâu. Vậy nên lưu ý khi vẽ phải thật chậm thôi, chứ tính mà nóng như kem thì toang thật sự các bạn ạ. Chậm mà chắc còn hơn là vẽ xong rồi nhận ra nhân vật này nhìn kỳ kỳ thì ố rồi ôi luôn. Công sức cả buổi trời còn cái nịt. Với kinh nghiệm vẽ sai vài chục bước rồi nên mình đã ngộ ra được đó, ha ha. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand by the pain.
give you everything. How would you cross by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Bye bye.